hoặc nó ma vương bảo với một người ở đó rằng Ông nay tuy chưa chết mà đã làm giúp xanh. Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là ông đã là chó trong kiếp trước. Nay dù ông chưa chết, ông cũng hóa thành chó lại rồi. Ông không tin tôi sao? Rồi bảo một người khác ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước. Nó bảo với mọi người ông ấy không tin những gì tôi nói. Hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không. Rồi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang đạp lên đuôi của người phía trước, bỗng nhiên người kia không đứng dậy được, chắc hẳn các ông sẽ cho rằng người ấy có thần thông thật rồi, sau khi ma nói người kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người kia không đứng dậy được người ấy không còn cách nào khác hơn là phải tin vào nó. Ông ta bảo tôi là xúc vật, bây giờ thật sự tôi đã có một cái đuôi, nếu không tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào đứng dậy được lúc bấy giờ cả chúng hội đều hết lòng kính phục thật là thần diệu họ nói ông ta biết trước người ấy sẽ hóa thành súc vật ngay khi còn sống ông ta chắc phải là một vị phật hay bồ tát sống thật ra họ đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy họ gặp quỷ hay ma vương mà nhận lầm là bồ tát đó thật là các điên đảo của chúng sanh nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ ma liền biết ý trong chúng hội nếu có người hoài nghi nghĩ rằng sao lại như thế được thật là không hợp lý ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ ma liền biết và trả lời thế là các ông không tin ta hay sao những người này nhìn lại nó một lát rồi nói ồ ông ta thật sự là một vị bồ tát tôi không nói ra những gì tôi nghĩ trong tâm vậy mà ông ta biết rất rõ ông ta đã bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi thật là kỳ lạ từ đó anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa ngoài luật nghi của phật nó tinh chuyên khổ hạnh nó nói luật nghi của phật chưa đủ đối với tôi tôi sẽ lập nên một giới luật mới cho các ông tôi muốn các ông trở thành những vị phật mới và ta sẽ sáng lập ra một đạo phật mới đạo phật hiện nay đã quá lỗi thời và không còn thích hợp nữa bây giờ là kỷ nguyên của khoa học kỷ nguyên hạt nhân mọi việc đều phải được hiện đại hóa và được cải thiện lối suy nghĩ xưa kia không còn ích lợi nữa, Phật giáo cổ xưa ấy không còn ứng dụng gì được nữa, đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi người đều có thể biến thành các bậc tôn túc hoặc là các vị tỳ khưu hay thành bất kỳ ai mà họ muốn. Nó phỉ báng tỳ khưu, nó nói rằng tỳ khưu à, tỳ khưu là gì? Nó đùa bỡn danh xưng ấy, nó nói ông gọi người ấy là tỳ khưu hà, tôi gọi đó là con cá chạy tiếng Trung Hoa, chữ tỳ khiêu và nê thu, cá chạy có âm cuối đọc giống nhau. Nó mắng chửi đồ chúng, giao lỗi người khác. Nó mạ lị, mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc nào nó thích. Nó mắng họ rằng các ông là chó, là mèo, các ông là heo, là thỏ. Đồ chúng nghe nó mắng nhiếc, chấp nhận những lời sỉ vả ấy vì nghĩ rằng đó là Bồ Tát ông ấy bảo ta là heo vậy thì ta là heo cũng được ông ta bảo mình là chó thì ta là chó cũng vậy họ không dám cãi lại ma vương có một năng lực dữ dội làm mê hoặc mọi người khiến mọi người đều tin vào những gì nó nói